Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy công bố quyết định về công tác cán bộ tại Văn phòng Thành ủy. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đến dự. Theo các quyết định công bố tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Trần Thắng Lợi, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy đến nhận công tác tại Quận ủy Sơn Trà, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Quận ủy Sơn Trà nhiệm kỳ 2020-2025. Phân công ông Nguyễn Văn Hùng, Thành ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, phụ trách Văn phòng Thành ủy cho đến khi kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng Thành ủy. Ban Thường vụ Thành ủy cũng điều động, bổ nhiệm nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huỳnh Thị Tam Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng ông Trần Thắng Lợi, ông Nguyễn Văn Hùng và bà Huỳnh Thị Tam Thanh được phân công nhiệm vụ mới và đề nghị ba đồng chí tiếp tục phát huy sở trường công tác, kinh nghiệm thực tiễn, không ngừng trau dồi đạo đức, chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác mới được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao phó, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố trong thời gian đến.